chào quý khán thính giả. Hôm nay là ngày thứ Ba, 30 tháng 4 năm 2013, ngày tưởng niệm 38 năm đất nước rơi vào tay Cộng sản. Kính thưa quý vị, mỗi năm đến cuối tháng 4, nhớ ngày quốc hận kể từ 75, toàn dân ôm mối hờn căm, thù quân cướp nước quyết tâm giải trừ. Trước năm 1975, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã nói một câu bất hủ tuyệt đối chính xác và đã nghiễm nhiên trở thành điều tâm niệm cho những người Việt quốc gia. Đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Cộng sản đã nói tới Hiệp định Paris năm 1973, nhưng chúng lại manh tâm xé bỏ để cưỡng chiếm miền Nam 2 năm sau đó. Cộng sản nói tới độc lập, nhưng kể từ năm 1958, với bức công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng cho tới suốt 38 năm qua, chúng càng ngày càng chứng tỏ sự lệ thuộc sâu nặng vào Tàu Cộng. Cộng sản nói tới tự do, nhưng suốt 38 năm qua, bắt đầu với các trại tù tập trung, chúng đã biến cả nước thành một nhà tù vĩ đại. Cộng sản nói tới hạnh phúc, nhưng suốt 38 năm qua, đồng bào quốc nội đã sống trong khổ sở, chỉ có những cán bộ Cộng sản là hạnh phúc giàu có nhờ tham nhũng mà thôi. Trong niềm quốc hận đó, kính xin quý vị hãy dành một phút để tưởng nhớ tới một giang sơn gấm vóc đã mất. Tưởng nhớ tới 85 triệu đồng bào đang thống khổ, tưởng nhớ tới những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho đất nước. Và cũng trong niềm quốc hận hôm nay, kính mời quý vị cùng theo dõi một chương trình đặc biệt tưởng niệm ngày tang thương của đất nước và ghi lại các sinh hoạt đấu tranh kiên cường của cộng đồng người Việt khắp nơi sau đây. Vạn Lý xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, cộng đồng người Việt ở khắp mọi nơi có tổ chức những sinh hoạt đấu tranh nhưng tưởng niệm ngày quốc hận 30 tháng 4 năm 1975. Và cũng vào dịp này, chúng tôi có buổi tiếp xúc với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Hiện ông là Chủ tịch Hội đồng chấp hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ. Ông đến từ Florida. Và sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi buổi tiếp xúc của chúng tôi với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Trước hết, xin kính chào bác sĩ Đỗ Văn Hội. Chào cô Vạn Lý. Chào tất cả quý vị khán thính giả của đài truyền hình SBTN Hoa Thịnh Đốn. Vâng, trước hết xin ông cho biết những cái chuyến công tác của ông vào những ngày cuối của tháng 4 và những ngày vừa qua. Thưa cô Vạn Lý, cái ngày quốc hận năm nay nó có ý nghĩa rất là đặc biệt bởi vì đó đúng là 38 năm sau khi Cộng sản miền Bắc đã chiếm toàn thể miền Nam và đã gây ra biết bao nhiêu là tang thương. Do đó, trong cái dịp quốc hận vừa qua, chúng tôi cũng đã có tham dự những sinh hoạt từ thứ nhất là ở Florida vào ngày 27, tức là thứ Bảy. Chúng tôi có tham dự lễ khánh thành Đài Chiến sĩ Việt-Mỹ tại Florida, ở tại thành phố Orlando. Đây là một công trình hết sức là thành công tốt đẹp. Kế đó chúng tôi bay lên trên thủ đô Hoa Thịnh Đốn để tham dự vào buổi tối lúc 8 giờ tối là buổi lễ truy điệu các chiến sĩ cũng như đồng bào đã bỏ mình vì chính nghĩa tự do ở miền Nam trước năm 1975. Và buổi tối thì chúng tôi có tham dự một buổi văn nghệ đấu tranh hết sức là đặc sắc. Và qua ngày hôm sau là ngày Chủ nhật, tức ngày 28, thì chúng tôi buổi 11 giờ trưa có tham dự một lễ chào cờ đặc biệt. Cờ Việt Nam Cộng Hòa vẫn để rũ, để tang cho ngày quốc hận. Và sau đó chúng tôi cũng đã theo phái đoàn đi ra trước Tòa Đại sứ Cộng sản Việt Nam để phản đối Cộng sản Việt Nam đã vi phạm nhân quyền và đàn áp nhân dân ở Việt Nam. Và chúng tôi hết sức là cảm động bởi vì cái tinh thần của đồng bào hết sức là cao trước những cái Tòa Đại sứ Cộng sản với lá cờ đỏ sao vàng, mà tất cả mọi người rất là rưng rưng muốn khóc bởi vì chúng ta nghĩ đến cái thân phận của những cái người dân Việt Nam. Đó là trong cái ngày Chủ nhật và buổi tối. Kế đó thì chúng tôi có dự một bữa cơm thân mật cộng đồng người Việt quốc gia. Đó là những cái ngày, những cái công tác mà chúng tôi có tham dự ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật nhân dịp tháng 4 vừa qua. Vâng, thưa, cũng được biết là bên cạnh những cái sinh hoạt mà ông đã thưa trên như vậy thì vào ngày thứ Hai, 29 tháng 4 thì có cuộc vận động ở Quốc hội Hoa Kỳ, thì ông có thể cho biết cái mục tiêu cũng như cái chủ đích cho cái cuộc vận động kỳ này. Thưa cô Vạn Lý cũng như thưa quý vị khán thính giả, chúng ta ngày đó là ngày quốc hận, nhưng mà không phải chúng ta ngồi yên, chúng ta chỉ có hận, mà chúng ta phải làm cái gì để nêu cao chính nghĩa của cuộc chiến đấu của quân dân Việt Nam, và đặc biệt là nói lên được cái tình trạng vi phạm nhân quyền
của Cộng sản đối với dân tộc Việt Nam. Do đó, vào ngày thứ hai, tức là ngày 29 tháng 4, thì chúng tôi có đi vào Quốc hội và đã gặp 5 văn phòng của 5 dân biểu và 6 thượng nghị sĩ, và gồm tất cả những cái người đã có những cái rất là cao cấp ở trong Quốc hội của Hoa Kỳ. Thì đặc biệt là chúng tôi cũng đã có gặp gỡ trong cái buổi đó, chúng tôi đã nói lên được cái nguyện vọng, nói lên cái tình trạng vi phạm nhân quyền ở tại Việt Nam. Thì đấy là tất cả mọi người đã lắng nghe, chú ý lắng nghe đến chúng tôi trình bày, là từ những cái việc bắt bớ, từ những giam cầm, xử án vân vân, và những cái vụ mà cướp đất, dân oan vân vân, thì chúng tôi đã trình bày, thì tất cả những người nghe hết sức là chú ý. Và chúng tôi cũng đề cập đến vấn đề là hiện nay người Việt của chúng ta hết sức là căm phẫn khi Cộng sản Việt Nam đã vi phạm nhân quyền như vậy, lại còn muốn được vào trở thành một thành viên của Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Đó là một điều tất cả mọi người nghe, những cái vị đã chú ý đã nghe hết sức là giống như là rất là ngạc nhiên, bảo tại sao một cái kẻ vi phạm nhân quyền như vậy lại đi vào ngồi trong cái Hội đồng Nhân quyền cao nhất thế giới. Và điểm thứ ba, chúng tôi có nêu lên vấn đề Biển Đông, trong đó Việt Nam của chúng ta đã mất đi các đảo, những cái vùng đất biển rất lớn của đất nước của chúng ta đã mất đi. Và cái vấn đề đó nó cũng tạo ảnh hưởng không tốt cho nước Mỹ, và chúng tôi cũng có đưa ra một số những cái kêu là những ý kiến để đóng góp cùng những cái vị mà họ đã lắng nghe chúng tôi. Vâng, thưa ông, thì qua những cái buổi tiếp xúc với các giới chức Hoa Kỳ như vậy, thì những cái lời kêu gọi, những cái sự chú tâm của người Việt tại hải ngoại thì có đem lại những cái thành quả cũng như là cái sự chú ý của các giới chức Hoa Kỳ không, thưa ông? Dạ, thưa, chúng tôi thấy là đây là đặc biệt, và chúng tôi đã nhìn thấy những cái gương mặt cũng như là cái sự tiếp đón nồng nở, niềm nở của tất cả các vị dân cử hoặc là các cái vị cao cấp ở trong cái văn phòng để gặp gỡ chúng tôi đều lắng nghe, và chúng tôi đã cung cấp những cái tài liệu mới nhất về vấn đề vi phạm nhân quyền ở tại Việt Nam. Thì tất cả mọi người đã hết sức là xúc động khi nghe nói có những khi chúng tôi đã đưa trình những danh sách của những tù nhân chính trị hiện tại đang còn giam giữ ở tại Việt Nam một cách rất là bất công, cũng như là có những cái người tù nhân chính trị như bị giữ ở tại nhà. Thì chúng tôi đã trình bày tất cả những cái tình trạng ở đó, tại Việt Nam, thì tất cả mọi người đều lắng nghe, và họ hứa sẽ tìm cách làm thế nào để can thiệp, để làm thế nào để không còn những cái sự đàn áp như vậy ở tại một nước Việt Nam mà trên trong cái thế kỷ 21 này. Đó là cái sự chú ý. Và chúng tôi cũng có một cái đặc biệt như thế này, thì chúng tôi có đến văn phòng ông Ed Royce, tức là ông là chủ tịch Ủy ban Ngoại giao của Hạ viện Hoa Kỳ. Ông trong những cái ngày hôm nay là ngày rất là bận rộn, nhưng mà ông Ed Royce đã tiếp đón chúng tôi một cách hết sức là niềm nở. Đầu tiên là Chief of Staff, tức là ông chủ tịch trong cái văn phòng đó đã tiếp chúng tôi và khoảng gần nửa tiếng đồng hồ, và chúng tôi đã trình bày. Thì kế đó, thì bởi vì ông Ed Royce có cái bận đi xa mới về, thì ông ghé vào chúng tôi mà nói chuyện cũng gần nửa tiếng đồng hồ nữa, và ông ấy bày tỏ cái lòng ngưỡng mộ cái sự đấu tranh của cái người Việt Nam ở trong nước, cũng như là thông cảm cho cái tình trạng vi phạm nhân quyền ở tại Việt Nam. Và phải nói rằng là ông Ed Royce là cái người bạn rất là thân thiết với cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Có một điều như thế này, khi mà ông ấy tiếp xúc chúng tôi thì đã có một cái phái đoàn của Ngoại trưởng của Tây Ban Nha đứng chờ ở ngoài gần 15 phút rồi, nhưng mà ông vẫn tiếp xúc với chúng ta, tức là ông rất quan tâm đến vấn đề Việt Nam, vấn đề cái phái đoàn cộng đồng Việt Nam. Thì như thế chúng tôi hết sức là cảm động, và cái cử chỉ đó nói lên cho chúng ta thấy rằng là những người lập pháp Hoa Kỳ cũng như là cái người ở các cái ngoại quốc là rất chú ý đến tình trạng của nước Việt Nam của chúng ta. Vâng, thưa ông, thì xin ông cho một vài nhận định về những cái sinh hoạt mà 30 tháng 4 đặc biệt là tại Hoa Thành Đốn. Có thể đây là lần đầu tiên mà chúng tôi có được đi tham dự trong chỉ có 2-3 ngày liên tiếp mà biết bao nhiêu là cái sinh hoạt. Và đây là một cái cơ hội chúng tôi hết sức là cảm kích, bởi vì cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ có dịp được sinh hoạt chung với lại cộng đồng ở thủ đô Hoa Thành Đốn, cũng như là khắp nơi, tất cả các cộng đồng ở khắp nơi cũng đã có tổ chức ngày 30 tháng 4, ngày quốc hận. Thì chúng tôi có cảm tưởng rằng
chúng tôi từ Florida bay lên ở trên Hoa Thiển Đốn và chúng tôi đã nhìn thấy, nhận thấy những sự tổ chức rất là chu đáo và những diễn tiến hết sức là có ý nghĩa. Và cộng đồng ở thủ đô Hoa Thiển Đốn cũng đã phải nói bày tỏ lên cái tinh thần chống chủ nghĩa cộng sản của mình. Và đã cũng có những cái vị chủ tịch của cộng đồng ở nhiều nơi cũng về tham dự. Và có nhiều chủ tịch khắp nơi không được thì cũng đã gửi thơ về để mà chia sẻ cái nỗi đau đớn và cái sự tổ chức của về ngày Quốc khánh 30 tháng 4 của cộng đồng Việt Nam ở tại thủ đô. Vâng, thưa ông, thì trong năm nay và những năm sắp tới thì ông có thể cho biết cái sự phối hợp cũng như là sự kết hợp của cộng đồng người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ không riêng trong cái vấn đề tổ chức ngày Quốc khánh 30 tháng 4 và trong những cái sinh hoạt khác, thưa ông. Vâng, thì thưa tất cả quý vị khán thính giả, thì tất cả chúng ta ai cũng đều đồng ý là cộng đồng là một cái sức mạnh. Cộng đồng là một cái sức mạnh của cái người tị nạn của chúng ta và nói lên cái tiếng nói chính thức của cái người đồng hương của người tị nạn đã bầu lên các cái vị chủ tịch cộng đồng. Do đó nếu mà cộng đồng mạnh thì chúng ta có tiếng nói mạnh và chúng ta có sức mạnh và như thế đó sẽ có thể là yểm trợ mạnh mẽ những cái cao trào đấu tranh ở trong nước. Thì do đó chúng tôi quan niệm rằng chúng tôi sẽ dự tính là sẽ đi đến tất cả các cộng đồng dù lớn hay nhỏ để tìm cách tìm hiểu cũng như là gặp gỡ, hợp tác làm thế nào để chúng ta có một cái tiếng nói chung. Đó là vấn đề mà mọi người đều quan tâm. Và đặc biệt hơn nữa là chúng tôi cũng nghĩ rằng là làm thế nào để tạo sự đoàn kết. Chúng tôi mang cái tâm tình, một cái suy tâm tình để mà cùng gặp gỡ, cùng mà bắt tay với các cộng đồng. Chúng tôi không có làm gì để lợi ích cho cá nhân. Do đó mà chúng tôi mang hết cái tâm đó để mà cùng bắt tay với các cộng đồng để mà làm cho cộng đồng lớn mạnh. Kính thưa quý vị, vừa rồi là buổi tiếp xúc của chúng tôi với bác sĩ Đỗ Văn Hội để tìm hiểu về những sinh hoạt đấu tranh nhưng tưởng niệm ngày Quốc khánh 30 tháng 4 năm 1975. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúng tôi trân trọng kính chào. Kính thưa quý khán thính giả, bản tin Hoa Thiển Đốn xin tạm ngưng ở đây để kính mời quý vị theo dõi phần thông cáo.